Ok, sống TV xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục huấn luyện cúm yêu mình. Cúm yêu mình mới có 1 tuần tuổi thôi nha. Mình đặt tên nó là Susu. Bây giờ mình sẽ tập chờ cho trước khi ăn á, mình sẽ tập cho nó lấy những cái đồ vật lại mình cho nó ăn, rồi mình giục đi, rồi mình bắt nó đi lụm nha các bạn nha. Rồi mời các bạn cùng theo dõi mình sẽ huấn luyện con Susu cho mình nha. Susu chào khán giả con. Rồi chào khán giả đi. Đó rồi, Susu chào khán giả rồi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nó chạy đi lấy những cái thứ đồ vật nha các bạn. Thứ nhất là mình sẽ cho nó sẽ chạy lấy con này nha. Lấy con này nha. Nó sẽ chạy lấy con này xong rồi á là mình sẽ cho nó lấy cái nắp chai này nè. Đó nha, nắp chai không dùng cho nó lấy nắp chai trước đi nha. Rồi nắp chai trước các bạn xem nha. Chưa đó nó ấy rồi nè. Này Susu, con này con đi lụm vô cho ba nha nè. Nó lụm vô các bạn, nó đang chạy lụm vô rồi. Rồi, nè các bạn thấy không? Susu nó lụm vô cái này nè. Rồi nè, này Susu lụm vô cho mình rồi nè nha. Rồi mình cho nó ăn nha các bạn nha. Rồi ăn ít thôi, rồi được rồi. Nè nè nè, Susu. Nè. Vậy thì không thấy Susu mấy nha. Để mình phép mình cho cái máy chỉnh lại máy chút xíu nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái nắp này cho bạn ngoài xem nha. Nè, cho nó ăn nha. Rồi, bắt đầu nè, Susu. Đúng nha. Rồi, đem đi cho ba. Rồi, rồi, cho Susu nổi nè. Rồi bây giờ con Susu đi lụm con này nha. Susu đây nè, dùng cho Susu đi lụm con này các bạn nè. Con này con khủng long rồi nha, trong đồ chơi đó. Rồi đây nè, con Susu lụm con này nè. Đây nè. Rồi đem qua. Đem đâu đây. Đây này. Rồi thôi, lụm ra đây đi qua. Nè nó đem lại các bạn. Rồi này Susu đi lụm cho anh ăn nè. Có một thuốc xa luôn, ăn một cho xa cho nó luôn rồi. Đem bên đây nè, đem bên đây qua nè, đem đây nè, qua đây nè. Được rồi, nhá ra. Rồi, ăn nè. Susu giỏi lắm. Rồi, Susu đi lụm nha, Susu lụm nha nè. Mình dùng càng xa luôn, ăn mất xa luôn á. Sao bắt không thấy rồi. Mày kia kìa. Rồi đâu rồi, đây rồi. Rồi mình sẽ cho mình sẽ lấy cái khác dục cho nó lượm cho các bạn nha. Mình lấy được cái khác nha. Không. Rồi, đây đó là Susu. Bây giờ Susu đi lượm bà già này nha. Bây giờ mình lấy cái hình bà già này các bạn. Cho các bạn xem nha, mình lấy cái hình bà già này nha. Nè. Rồi Susu lượm bà già nè. Nè nè, Susu. Em đây. Đó, nè, lượm vô các bạn. Nè, lượm bà già vô nè. Rồi, rồi để ba cho ăn nha. Để ba cho Susu ăn. Rồi. Rồi bây giờ Susu đi lụm này cho ba thử được nha không nha. Cái này nè, cái này nha Susu nha. Cái này nè, bây giờ mình cho đi lụm cái này cho các bạn. Susu. Em đây. Đây, Susu đem vô tới đây nè các bạn nè. Susu đem vô tới đây nè các bạn nha.
đưa tay xem con su su đi các bạn ha. Rồi su su ơi nè, su su giờ đi lùm bà già nè, đi lùm bà già nha, đi lùm bà già về nha, nè nè su su đây nè, già nè su su nè. Rồi già đâu, già đâu đây, nó đem vô là bà, đem bà già vô đây các bạn nè. Rồi rồi, để con qua cho ăn, để qua cho ăn, để từ từ đưa tay. Rồi bây giờ để mình cho su lượm cái nóc màu đỏ nha, nè su su lượm nóc màu đỏ nè. Lượm đeo đây, đó nó lượm được rồi. Rồi nè, cho su nhả ra nè, đó nè, cho su ăn nè. Rồi bây giờ mình cho đi lượm cái nóc màu đỏ nha các bạn nha, nè lượm đây rồi, su 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 su. Đeo đây. Rồi giờ xung xung đi lượm bà già nha, đi 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 lượm bà già vô nha nè. Rồi đeo này, đeo bà già đây, đưa đi qua, đưa qua, rồi bà nhả ra, rồi. Rồi xung xung đi đi lượm bà già về dùm ba nữa nha nè. Đây đem nó vào đây. Rồi, nè ăn nè. Rồi bây giờ chú xuống đi lượm này cho ba nha. Lượm này cho ba nha nè. Tiếp tục. Đây này. Đây, tiếp tục đem đây, đây này. Rồi, hàng nó đem vô đây các bạn. Rồi cho đây nha. Rồi, bây giờ chú xuống đi lượm cái nóc này nha. Nóc này em sẽ tốt nha nè. Rồi, lượm lên đây hoàng, đưa đồng bằng được ăn. Rồi, lượm lên đây. Rồi, nắp đâu? Nắp đâu? Nghe nắp nha. Nè, lượm lên đi qua, ngoài cái nắp đi qua, qua mới được ăn nè, đó. Rồi nè. Ngon không? Rồi, xuống xuống đi lượm này cho ba nha, lượm này nha. Nó đi xa quá rồi. Kia, kia, kia. Đây nè, đây nè. Đây nè. Đúng vô. Đúng vô. Nó chỉ nó cho nó quen các bạn. Rồi từ từ nó cho ăn. Quen thấy không? Nó quen nha. Giờ xô đi lượm này cho ba nha. Cái này nè nha. Nè, lượm nóc nè, lượm nóc nè. Đây nè, xô xuống đây nè, cái này nè. Đây 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 nè, xô xô. Đây đây qua đây. Đây qua đây, đây qua đây. Rồi. Rồi đi lượm nè, từ này đi xa nha. Rồi các bạn thấy là như xuống nó lượm cho ba, cho nó ba nè. Bây giờ su su nè, su su chào chào khán giả đi, su su nè, su su chào khán giả đi, su su chào khán giả đi nè. Su ơi, thôi để cho su su uống nước đó, su su lượm nước à. Nè, mình tính nói nó là uống nước, mình lại uống trước mình nói rồi, nó uống nước được bạn nghe, nó uống nước không? Đâu rồi, su su đâu rồi, đâu qua biểu rồi. Ừ, ở đây. Rồi, nè, thôi. Không chạy nữa ha, chiều nay mình nhiêu đây thôi ha. Rồi, chào con su su, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc cả nhà là có ngày chủ nhật thật là vui vẻ nha. Xin chào, hẹn gặp lại su su, bye bye, su su, bye bye đi, bye bye.